Dạ em Hương mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay em Hương cũng rất vui khi được gửi đến cho quý cô chú anh chị mình một mẫu nhà có giá trên 1 tỷ 6 một chút xíu thôi ha. Nhà của mình là sổ hồng riêng luôn. Diện tích của ngôi nhà của mình là 6 x 10 thì giờ em Hương sẽ quay mặt diện hoài và đường vào bên trong nhà cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ thì em Hương bước ra ngoài giới thiệu sơ con đường vào bên trong nhà mình nha. Dạ, nhà của mình á, thì nó nằm trên là trục đường bờ nhà thờ nha cô chú và anh chị. Ở ngay nhà thờ bên chánh luôn, vào bên trong nhà mình là chỉ có 800m thôi. Và từ nhà mình đổ về chợ Bình Chánh của mình là chỉ có 5 phút mình đi xe máy thôi ha. Thì khu dân cư ở đây rất là đông đúc rồi nè. Đó, em Hương mời bạn Huy phim quay sơ khu dân cư ở đây cho cô chú và anh chị mình xem nha. Thì nhà mình á, có thiết kế là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Khu dân cư ở đây rất là đông, là đông vui luôn và rất là an ninh luôn ha. Đó, thì đây là mẫu nhà mà em Hương sẽ gửi đến cho đình mình. Em Hương cũng mời quản quay phim quay từ trên xuống dưới cho cô chú anh chị mình xem luôn. Dạ thì trước tiên bước vào bên trong ngôi nhà mình á, thì bên em Hương làm cho mình là hai lớp cửa bảo vệ ha. Lớp cửa đầu tiên của ngôi nhà mình là cái lớp cửa kéo này à, rất là chắc chắn luôn. Đó. Và đường trước nhà của mình á, là đường 3m nha cô chú và anh chị. Đó, cái sân của mình rất là rộng luôn, em Hương làm hàng rào lên cho gia đình mình luôn ha. Thì mặt diện ngoài của ngôi nhà em Hương cũng ốp lát đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Đó, gạch men đồ, gân may đồ rất là đẹp luôn ha. Và bước vào bên trong thì em Hương sẽ làm cho mình thêm một lớp cửa bảo vệ nữa, lớp cửa 4 cánh bằng kính cường lực luôn ha. Đó. Sân của mình thì cũng rất là rộng luôn nha. Cô chú anh chị mình về đây, mình cũng có thể đậu được từ 6 đến 8 chiếc xe máy luôn ha. Hoặc là cô chú anh chị mình về, mình cũng có thể sắm thêm một bộ bằng giấy đá mình để phía ngoài đó cô chú anh chị. Cái mình che mái ra, rồi cái buổi chiều cô chú anh chị mình ngồi uống trà hoặc là gia đình mình ngồi tán quẩy với nhau rất là vui vẻ luôn ha. Giờ thì em Hương cũng mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong, mình tham quan căn phòng khách của mình. Căn phòng khách của mình rất là rộng luôn và thông thoáng, rất là mát mẻ luôn. Nhà của mình là có hướng Tây ha. Thì đây là không gian phòng khách của mình, thì không gian trên tường đây nè, em Hương vẫn ốp lát lên cho mình á, nó tận 1m2 rồi. Đó, nhìn rất là sạch sẽ luôn. Khi gia đình mình có con em nhỏ ha, nó dễ bậy trên tường thì cô chú anh chị mình rất là dễ vệ sinh luôn. Chỉ cần thấm ướt một cái khăn thôi, mình lau rất là sạch sẽ luôn ha. Trần bên mình á, là trần thạch cao nguyên khói nè. Đó, em Hương vẫn gắn cho mình những cái bóng đèn lát rất là đẹp luôn ha. Khắp sáng cho ngôi nhà của mình luôn, từ trong ra ngoài luôn ha. Và phía bên đây á, em Hương cũng làm cho mình một cái không gian cửa sổ 4 cánh ở đây nè. Cửa sổ của mình rất là rộng luôn. Đó, cô chú anh chị mình ở mà ban ngày hoặc là tối mình mở cửa sổ ra, gió lùa vào rất là mát mẻ luôn nha cô chú và anh chị. Thì đây là cũng là không gian phòng bếp của mình. Thì bên em Hương á, làm cho mình một cái gỗ bằng BNC ha. Nhìn rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đó, nó che lại cái phòng bếp của gia đình mình. Đó, có cái quai văn, cái đồng tiền đồ ha. Rất là phong thủy luôn nha cô chú và anh chị. Thì ở đây em Hương cũng làm sẵn cho mình một cái ổ điện luôn. Thì tủ lạnh mình có thể đặt ở không gian này. Và một chiếc máy giặt thì em Hương cũng làm sẵn cái không gian đó cho gia đình mình luôn á. Mình để vào rất là thuận tiện luôn nha. Thì cái bếp của mình á, là nó có dòng L. Nhìn bên ngoài, nhìn vào căn phòng bếp của mình rất là sang trọng luôn. Em lắp đặt cho mình là tủ trên và tủ dưới nè. Đó, mặt bếp của mình là mặt bếp đá hoa cương ha, bồn inox 304 chống rỉ sét. Đặc biệt ngôi nhà này là sổ hồng riêng nên điện nước em Hương đã vào chính thức của nhà nước hết gia đình mình rồi nha cô chú và anh chị. Thì cô chú anh chị mình về đây ở cũng cứ yên tâm nha. Đó, tủ em Hương làm cho mình rất là rộng rãi luôn. Về cô chú anh chị mình tha hồ mà mình đựng những vật dụng nấu nướng của mình ha, hoặc là chén dĩa của mình á, mình đựng vào đây. Đó, cũng có chỗ cho mình ướp chén rồi luôn nè. Nhà vệ sinh của mình thì ở không gian này nha. Nhà vệ sinh thì em Hương cũng trang bị thiết bị tiện nghi đầy đủ cho đình mình luôn. Đó, như bồn cầu nguyên khói, va lavabo, vòi sen, vòi xịt, có thông gió rồi luôn ha, rất là thoáng luôn. Nhà vệ sinh nó cũng rất là rộng. Giờ thì cô chú chị mình theo chân Hương ha, mình
đi lên trên mình tham quan tầng trên của ngôi nhà của mình. Thì trước tiên bước vào lên trên thì em Hương xin giới thiệu sơ cái không gian dưới chân cầu thang của mình ha. Thì cầu thang em Hương làm cho mình là ta cầm bằng gỗ đây ạ. Nó mặt kính cường lực luôn, rất là chắc chắn luôn nha cô chú và anh chị. Thì mặt bước lên cầu thang của mình là cũng là mặt đá hoa cương. Đó, đường bước lên của mình á, nhìn á, rất là chắc chắn luôn. Rất là dễ di chuyển luôn, khi gia đình mình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì mình di chuyển rất là an tâm nha cô chú và anh chị. Giờ thì cô chú anh chị đi theo chân Hương nha. Dạ cô chú chị thân mến, thì hiện giờ thì em Hương cũng đang có mặt trên tầng một của ngôi nhà. Đó thì trước tiên bước vào lên trên á, thì ở không gian này nè, em Hương đặt cho mình một cái bóng đèn. Thì bữa tối cô chú anh chị mình đi lên đi xuống, mình uống nước á, nó rất là thoải mái luôn ha. Nó có đèn thắp sáng gia đình mình luôn. Mình đi mình không có sợ. Thì đặc biệt ngôi nhà này em Hương làm cho mình hai phòng và một nhà vệ sinh, và thêm một cái phòng ở không gian này nữa. Thì cái phòng này của chú anh chị mình về mình cũng có thể làm một cái chỗ mà không gian học cho những bé của mình đang học á, thì mình cũng có thể làm ở đây cho bé nó học hành rồi luôn ha. Nó rất là thoải mái. Thì đây là cái phòng thứ hai mà em Hương sẽ gửi đến cho gia đình mình. Giờ cái phòng này á, thì ở đây em Hương có làm một cái cửa sổ đây ha. Cửa sổ này là ra cái ban công của mình luôn. Cái phòng này cũng rất là thoải mái luôn. Trần của mình là trần thạch cao nè. Nhà mình á, thì có tông màu trắng. Đó, em Hương làm cho mình những cái bóng đèn LED nè. Đèn ngủ rất là thuận tiện luôn. Vẫn làm sẵn cho mình là một cái dây chờ máy lạnh luôn ha. Cửa của mình á, là cửa sắt ha. Có kính cường lực luôn. Cửa của mình rất là chắc chắn nha cô chú và anh chị. Giờ thì em Hương cũng mời cô chú và anh chị mình tiến qua căn phòng thứ hai của ngôi nhà. Thì phòng này nó cũng giống như phòng đầu tiên thôi ha. Có một cái là nó không có cửa sổ thôi. Nhưng mà em Hương vẫn làm cho mình một cái thông gió ở đây nè. Nó cũng rất là sáng sủa luôn ha. Thì nhà vệ sinh em Hương đặt ở cuối dãy nhà, cho gia đình mình dễ di chuyển ha. Cũng đầy đủ thiết bị luôn. Cũng giống như nhà vệ sinh ở không gian dưới thôi ha. Nó vẫn có cửa thông gió rất là đầy đủ luôn. Thì giờ em Hương cũng mời chú anh chị mình tiến ra ban công của mình ha. Mình tham quan khu dân cư ở đây nha. Ban công của mình rất là rộng luôn nè cô chú và anh chị. Vậy đây thì cô chú anh chị mình á, mình cũng có thể là yêu cây kiểng thì mình có thể trồng cây kiểng ở không gian này ha. Rất là thoải mái luôn. Thì khu dân cư ở đây rất là đông đúc rồi ha. Nó như có nhà trọ nè, những cô chú cô bác ở đây sát sát cạnh mình hết trơn luôn. Đó, nhà của mình là đất sạch ha. Cô chú anh chị mình đi vô thì cô chú anh chị mình nhìn sơ đó, không có mồ mả, không có gì hết nha cô chú và anh chị. Thì em Hương cũng xin nhắc luôn là cái con hẻm của mình là hẻm thông, mình đi được hai hướng ha. Đây nè cô chú anh chị, mình đi thẳng ra đó đó là mình ra đường dẫn cao tốc ha. Mà cái đường thì nó hơi nhỏ chút xíu. Còn đường này thì mình có thể là một bên tay trái á, thì mình ra đường 835B. Một bên tay phải của em Hương á, thì mình có thể là ra đường bờ nhà thờ Bình Chánh ha. Ngay nhà thờ Bình Chánh luôn. Từ ngoài đầu đường nhà thờ Bình Chánh vào bên trong nhà mình là chỉ có 800m thôi. Và từ nhà mình đổ về chợ Bình Chánh của mình là chỉ có 5 phút mình đi xe máy thôi ha. Thì khu dân cư ở đây cũng rất là đông đúc. Giờ thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn diện tích và thiết kế của ngôi nhà mình. Thì nhà mình có diện tích là 6x10, thiết kế là 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp ha. Thì khu dân cư ở đây rất là đông đúc rồi. Đó, thì nhà này có giá là 1.690.000 nha cô chú và anh chị. Chỉ có 1.690.000 thôi thì mình đã có thể sở hữu được một ngôi nhà sổ hồng riêng rồi ha. Và em Hương cam đoan với cô chú anh chị mình luôn là giá tổng của ngôi nhà ha, và không có căn nào mà rẻ hơn căn nhà này luôn nha cô chú và anh chị. Và đặc biệt ngôi nhà này rất là gần chợ Bình Chánh luôn ha. Nhà của mình là nhà lẻ ha, không có phải là nhà lô đâu nha, hoặc là nhà giải giải đâu nha cô chú và anh chị. Thì cô chú anh chị mình có thích ngôi nhà này thì cứ liên hệ với em Hương với trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Em Hương sẽ dẫn dắt cô chú anh chị mình về đây mình trải nghiệm thực tế hơn vì trải nghiệm thực tế hơn về ngôi nhà của mình. Vì qua chiếc cái điện thoại màn hình nó rất là nhỏ nên cô chú anh chị mình cũng không thể nào quan sát hết về ngôi nhà của mình ha. Thì trong lúc quá trình làm việc em Hương có gì đó sơ soát thì cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em Hương. Thì cô chú anh chị mình xem xong cái video này thì đừng quên nhấn chuông, like và share cho em Hương ha.
Thì có mọi thắc mắc gì về ngôi nhà này thì em Hương cũng mong là cô chú anh chị mình cứ bình luận, comment ở phía bên dưới màn hình ha. Đó, để em Hương có thể xem và cải thiện lại cái kênh của mình tốt hơn. Giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Em Hương xin chào và hẹn gặp lại.